nghệ nhân cầm. Anh đi liền mạch lại là nó vừa liền vậy. Bây giờ bạn Bin đang điều chỉnh trái tim đó, các bạn thấy là trái tim nha, xuất sắc luôn. Sau khi cắm định hình khung rồi, bây giờ bắt đầu mình nói liền lại, giống như vẽ chân mày vậy, vẽ đứt khúc chứ, rồi xong nói lại. Hoặc là copy vẽ lại á, là vẽ nói gạch trước, sau đó bắt đầu là nói liền lại. Ghê không? Hồi xưa mà ai học vẽ mà hay cọc dê á, là biết chiêu này. Cọc dê là copy á. Này chỉ có thời top ít chín ít mới nghe được cái từ cọc dê. Min không biết cọc dê rồi, tuổi thơ bọn Min nghĩa là thiếu đi phần quan trọng nhất, niềm vui. Thi là phải ngồi kế đứa mà học giỏi. Đây hả? Dạ. Đó. Khi mà cắm đứt mẹ mà cắm nguyên cái khung trái tim này là rất là tuyệt vời luôn cả nhà. Rồi. Quy da, mũi cắn. Thêm một đường màu đỏ nữa không anh? Đều chưa? Đều. Giờ cho hồng trắng. Sợ hồng mà đi một đường không đủ. Rồi, sau khi gồm có 2, 4, 6 nghệ nhân bu lại thì kiểu gần xong rồi. Giờ đang phủ trái tim. Đây. Phủ trái tim với lại phủ mõm sói. Cắm thuốc cầu. Nghệ nhân đến từ nhiều vùng của đất nước Việt Nam. Ba miền. Tính ra kiểu này có ông miền Đông Nam Bộ. Cưỡi voi xuống Cà Mau. Con là mẹ lắm.
nghệ nhân lắm tấm mồ hôi. Vả hết mồ hôi ra. Đây nè. Đây còn thiếu nè. Đó còn 4 bông đó. Giờ còn hồng da. Đem nhiều lắm. Cho chị mờ được. Chị mờ Maria. Xấu nghệ nhân. Không nghĩ em mời đâu. Còn hồng đâm lá vô. Chìm. Chìm tối lắm anh. Đớm đi. Hoàng Thành. Xịt nước.